ngày 6 tháng 5 năm 2021, tại thủ đô Hà Nội đã diễn ra hội nghị của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hà Nội với thường trực tỉnh ủy các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang và Bộ Giao thông Vận tải để bàn thống nhất về định hướng, quy hoạch, phương án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Tại hội nghị, lãnh đạo các tỉnh thành và Bộ Giao thông Vận tải thể hiện sự quyết tâm thúc đẩy dự án bằng việc thống nhất ký thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Giao thông Vận tải với các tỉnh thành phố và tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc xin chấp thuận chủ trương triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Tham gia giao thông trên tuyến đường vành đai 3 hiện đang là nỗi ám ảnh với cánh lái xe vì sự ùn tắc kéo dài thường xuyên xảy ra, đặc biệt là vào các ngày nghỉ, dịp lễ Tết hay tai nạn giao thông. Chính vì vậy, việc xây dựng tuyến đường vành đai 4 đang là niềm mong đợi của nhiều người. Tôi chạy tuyến Hưng Yên Yên Nghĩa, đi đường Văn Giang đi công Bắc. Thế là một ngày là chạy 2 chuyến, tức là 4 lượt, 2 lượt đi và 2 lượt về. Lên đến Văn Giang, 5 hôm mà đứng phải 30 phút đấy, cũng nhỡ của người ta chứ, nhỡ nhiều đấy. Tuyến đường Pháp Vân Cầu Rẽ mà đi từ Giáp Bát đi về khu dưới đường 1 Hà Nam ấy thường tắc ngày thứ 6, thứ 7, Chủ nhật. Đôi lúc là xe là ùn tắc ở trên cao tốc, nếu mà tắc lâu thì có thể là mấy tiếng là lái xe. Chỉ mong muốn là Sở Giao thông với tất cả các ban ngành nó cũng mở thêm làn đường rộng ra hoặc là thêm làn cao tốc vành đai 4 đấy thì để cho anh em bận lái xe là đi là đỡ bị ùn tắc giao thông. Theo quy hoạch chi tiết đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1287 QĐ-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2011 và các đồ án liên quan, đường vành đai 4 được xác định là tuyến giao thông đối ngoại kết nối liên vùng thuộc vùng thủ đô và được khép kín theo tiêu chuẩn đường cao tốc để kết nối các cao tốc quốc lộ hướng tâm nhằm phát huy hiệu quả các tuyến đường này, góp phần làm giảm tình trạng ùn tắc giao thông của thủ đô Hà Nội và tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và vùng đồng bằng sông Hồng. Dự án đường vành đai 4 Hà Nội có chiều dài 98 km, đi qua địa phận 14 quận, huyện trực thuộc 3 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Trong đó, địa phận Hà Nội có chiều dài khoảng 57 km, địa phận tỉnh Hưng Yên khoảng 20 km, địa phận tỉnh Bắc Ninh khoảng 21 km. Điểm đầu dự án đường vành đai 4 bắt đầu từ km số 3 cộng 695 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, chạy qua các quận huyện Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Hà Đông, Thường Tín. Từ đây, dự án vượt qua sông Hồng bằng cầu Mễ Sở nối sang tỉnh Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, vị trí tôi đang đứng đây thuộc địa phận thôn Tầm Tang, xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang. Đây là vị trí đầu tiên mà theo phong tuyến của dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô thì đường vành đai 4 sẽ băng qua sông Hồng bằng cầu Mễ Sở nối Hà Nội với Hưng Yên. Tiếp đó dự án đường vành đai 4 sẽ đi qua địa bàn của 4 huyện tỉnh Hưng Yên gồm Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ và Văn Lâm với tổng chiều dài khoảng 20 km. Theo quy hoạch chi tiết đường vành đai 4 đoạn qua địa bàn tỉnh Hưng Yên được tiếp nối bằng cầu Mễ Sở vượt sông Hồng, đi qua các xã Thắng Lợi, Mễ Sở, Liên Nghĩa, Tân Tiến và Vĩnh Phúc thuộc huyện Văn Giang, đi qua xã Đông Tảo của huyện Khoái Châu, qua các xã Hoàn Long và Đồng Than của huyện Yên Mỹ, qua các xã Trưng Chắc, Lạc Hồng, Đình Dù và Lạc Đạo của huyện Văn Lâm. Dự án giao cắt với đường tỉnh 379 tại vị trí gần cổng chào huyện Văn Giang, giao với đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng tại khu vực xã Tân Tiến và giao với quốc lộ 5 ở khu vực trạm thu phí. Vượt qua đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, khu vực thôn Ngọc và ga Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, rồi sau đó đi sang địa phận huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Từ đây, dự án giao cắt với quốc lộ 38 tại xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành, vượt qua sông Đuống bằng cầu Hồ, nối với đường cao tốc Nội Bài - Hạ Long tại xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh. Đây cũng chính là điểm cuối của dự án. Dự án sẽ chiếm dụng khoảng 244 ha đất của Hưng Yên. Vành đai 4 là một tuyến đường giao thông đối ngoại để kết nối liên kết vùng thuộc vùng thủ đô Hà Nội. Từ tuyến đường này thì được kết nối
theo các cái tiêu chuẩn của đường cao tốc để kết nối các đường cao tốc và các cái quốc lộ hướng tâm. Thế từ cái tuyến đường này thì sẽ được phân tải theo các cái hướng mà tránh cái việc mà để các cái phương tiện giao thông để đi xuyên tâm vào trong thủ đô Hà Nội. Thế và với tuyến đường này thì được đầu tư qua địa phận của tỉnh Hưng Yên thì với chiều dài khoảng 20,3 km, với bề rộng là 120 m. Tỉnh Hưng Yên thì cũng đã xác định tuyến đường giao thông này thì cũng là một cái tuyến đường giao thông quan trọng của vùng thủ đô Hà Nội, cũng là liên kết vùng nhưng mà cũng là phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên. Tại hội nghị của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hà Nội với thường trực tỉnh ủy các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang và Bộ Giao thông Vận tải đã thống nhất cao về phương án đầu tư để trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận xây dựng tuyến đường vành đai 4 có quy hoạch phần đường cao tốc là cầu cạn trên cao thay cho việc đi bằng hiện nay với quy mô 4 đến 6 làn xe cao tốc. Khái toán kinh phí đầu tư xây dựng toàn tuyến khoảng 135.000 tỷ đồng. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư giải phóng mặt bằng theo chỉ giới 120 m khoảng 25.000 tỷ đồng và thực hiện làm một lần. Hình thức đầu tư theo phương án hỗn hợp đầu tư công và phương thức đối tác công tư PPP, loại hợp đồng BOT. Các tỉnh thành cũng thống nhất đề nghị Chính phủ đưa danh mục đầu tư tuyến đường vành đai 4 vào danh mục công trình giao thông trọng điểm quốc gia để tập trung chỉ đạo và giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sẽ là đơn vị chủ trì triển khai nghiên cứu và đầu tư toàn bộ tuyến đường vành đai 4. Các địa phương có tuyến đi qua chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng theo các dự án riêng trên địa bàn. Tuyến đường vành đai 4 kết nối thành phố Hà Nội với tỉnh Hưng Yên và các tỉnh trong khu vực nằm trong nội dung hợp tác phát triển giữa tỉnh Hưng Yên và thành phố Hà Nội đã được lãnh đạo thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên thống nhất. Xuất phát từ tầm quan trọng của tuyến đường, năm 2018, tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo cắm mốc giới theo quy hoạch chi tiết đường vành đai 4 theo mặt cắt ngang 120 m và bàn giao cho Ủy ban nhân dân các huyện, Ủy ban nhân dân các xã chịu trách nhiệm quản lý quỹ đất vành đai 4 theo quy định. Tuyến đường này thì cũng đã được tỉnh triển khai cắm cọc mốc quy hoạch để đảm bảo giữ nguyên được cái hiện trạng, để tránh việc các người dân lấn chiếm hoặc là xây dựng trong cái phạm vi quy hoạch của các tuyến đường. Hiện nay bây giờ thì tuyến đường thì cũng đã được cắm mốc với tổng chiều dài là 10,76 km. Như vậy có thể thấy tỉnh Hưng Yên đã rất chủ động trong việc triển khai dự án đường vành đai 4 theo quyết định 1287 của Thủ tướng Chính phủ. Việc cắm mốc giới dự án sớm đã giúp cho chính quyền địa phương có cơ sở để quản lý chặt chẽ diện tích mặt bằng, không cấp phép xây dựng công trình, nhà cửa trong chỉ giới nhằm giảm thiểu kinh phí khi tiến hành bồi thường giải phóng mặt bằng dự án. Trên địa bàn huyện có một cái công trình rất trọng điểm là đường vành đai 4 chạy qua hai xã là Hoàn Long và Đồng Thang. Đầu tư được tuyến đường này thì cái cơ hội để thu hút đầu tư về công nghiệp và đô thị thì rất là tốt. Trong thời gian tới, huyện tuyên truyền cho các hộ dân thuộc phạm vi giải phóng bằng không xây dựng trên phạm vi giải phóng bằng cũng như không chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên phạm vi dự án trên, để làm sao mà khi mà triển khai giải phóng bằng thì sẽ thuận lợi cho giải phóng bằng cũng như đỡ lãng phí cái nguồn lực của xã hội. Đấy, cái này là một cái ưu tiên hàng đầu, cái nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của huyện trong những năm tới. Sở Công Thương thì cũng đã tham mưu Ủy ban tỉnh để đề nghị Thủ tướng Chính phủ để điều chỉnh lại hai cái đoạn hướng tuyến. Một là cái hướng tuyến là đi qua cái khu nghiệp Tân Tiến của huyện Văn Giang. Thứ hai nữa là điều chỉnh cái hướng tuyến là đi qua cái khu công nghiệp Hồ Lối mở rộng, để làm sao cho các hướng tuyến này là tránh được các cái khu công nghiệp, thế và vẫn đảm bảo sao cho là cái hướng tuyến là nó thuận và cũng ít phải giải phóng mặt bằng. Sở Công Thương cũng đã tham mưu cho ban tỉnh để quản lý tốt cái hiện trạng quy hoạch của tuyến đường vành đai 4 để không có người dân tham gia là để xây dựng ở trên cái tuyến đường của vành đai 4. Dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô được triển khai sẽ có ý nghĩa rất quan trọng đối với tỉnh Hưng Yên, là một trong ba khâu đột phá mà nghị quyết đại hội 19 Đảng bộ tỉnh xác định đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là trọng tâm.
Dự án sẽ mở ra cơ hội phát triển công nghiệp, dịch vụ và đô thị, góp phần chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế của tỉnh, tạo động lực góp phần để Hưng Yên hoàn thành tốt các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, xây dựng Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại.